xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn sơ sơ các bạn cách mà cấp cứu nè. Ở đây nè, ở đây là cái cần. Các bạn bỏ tiền vô cái khe này, 10.000 sẽ được 2 lượt gấp. Chúng ta di chuyển cái cần, cái cần đó bằng cái cần gạt này. Xong cái di chuyển ngay con cấp cứu và bấm nút này, nó sẽ gấp con cứu và dời, và cái lõi nó sẽ rớt xuống. Vậy đó. Vậy mà mình hôm nay mình đã đi gấp được rất là nhiều thú luôn nha các bạn. Ở đây là siêu thị Tấp Mắt Kịp. Đây là mình đã gấp được, đây là xin bút chì, rất là hot luôn. Và hôm nay là mình gấp được tới 2 con xin bút chì luôn đó các bạn. Ở đây là khủng long. Khủng long có cái hàm răng rất là ghê luôn, nhưng mà rất là dễ thương nha. Đây tất cả đều là hàng Việt Nam. Việt Nam rất là tốt luôn. Đây là một con chó, nó có một cái mũ. Mũ đi đọc lên như thế này nè. Đây là chó sói đấy các bạn. Chó sói này hình như mình gấp chỉ có 2 thẻ thôi, là 10.000 đó. Đây là con bà sữa. Bà sữa cũng rất là dễ thương luôn. Tất cả đều là hàng Việt Nam nha mọi người. Và đây là một con heo. Con heo mặc cái áo hình dễ thơm, có màu vàng xinh đẹp. Rồi đặc biệt đây là con sư tử. Sư tử đang hung mang lên, rất là hung dữ luôn. Bây giờ mình gắp cho các bạn coi. Bây giờ gắp cho các bạn coi nè. 1, 2, 3 gắp. Đâu có tiền, đã đào hết tiền rồi. Nói chung là ở đây chung mình gấp có thể là 3 đến 4 thẻ là một con. Nếu như hơn thì khoảng 1 đến 2 xu. Mẹ không tiền, không tiền. Chắc 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 không tiền. Bye các bạn đi. Đi bài ra đi đi. Cứ đi. Đi cầm lại cầm thú phụ mẹ đi. Đi đó. Đi lát ba cho cầm thú kìa. Hết chưa? Rồi hai mẹ con lợi cái máy.